Mô Phật, sa thú chị An Nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. Kính thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 11. Hôm nay là thứ hai, là ngày của sư Pháp Thanh. Có lẽ vài phút nữa sư sẽ đến. Thì trong khi chờ đợi sư Pháp Thanh đến, sư nói cho quý vị nghe về cái ba bài kinh bài kệ trong kinh Pháp Cú đó, vào ngày rằm tháng giêng. Ngày rằm tháng giêng á, ngày rằm tháng giêng có cái ý nghĩa đặc biệt á, là quý vị biết lúc này đó Đức Phật đang 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 ở đang ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá của vua Bình Sa Vương. Của vua Bình Sa Vương xây lên cái Trúc Lâm Tịnh Xá và thỉnh Đức Phật, thỉnh thỉnh ngài và chư tăng ở đó tu, ở đó giảng dạy giáo pháp. Thì ở đó một thời gian ngài dạy Phật pháp, thì vua Bình Sa Vương được đắc đạo quả tầng thánh thứ nhất. Vào ngày rằm tháng giêng á, thì có 1.250 đệ tử của Đức Phật á, đắc đạo quả A La Hán đó. Những vị này là A La Hán mà có tứ tuệ phân tách đó quý vị, rất là đặc biệt. Các vị ấy đến Trúc Lâm Tịnh Xá để đảnh lễ Đức Phật. Thì khi mà chư tăng đến đó tụ họp ở đó đó, rất là vui. Tại vì cái Trúc Lâm Tịnh Xá nó rất là lớn quý vị, rất là đẹp. Chư tăng ở đó thì lúc này đó Đức Phật mới giảng dạy về một số bài kinh và luật ha, và những lời giáo huấn. Thì trong đó ngài có nói về ba cái bài kệ. Bài kệ thứ nhất đó, đó là không làm các điều ác, không làm các điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đó, ngài nói các vị Phật nào cũng dạy cái ba cái bài kinh này đó. Bài kinh thứ nhất là không làm các điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đó là bài 100 số, đó là 83 kinh Pháp Cú. Bài 184 là chư Phật thường giảng dạy, chư Phật thường giảng dạy nhẫn, nhẫn nhịn và là pháp tối thượng, niết bàn quả tối thượng. Rồi xuất gia thì không có hại người, người tu không hại người. Đó là bài 184. Còn bài 185 đó là không, người tu là không phỉ báng người khác. Rồi hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa tức là ngồi thiền đó, phải hành thiền, đó là nơi nhàn tịnh. Rồi chuyên chuyên chú hướng thượng tâm, người tu là phải chưa chuyên chuyên chú hướng đến đạo quả. Đó là chư Phật dạy. Đó là ba bài kệ mà rất là nổi tiếng. Ba bài này nói cái yếu chỉ của Tam Tạng kinh điển đó. Rồi sư thấy sư Pháp Thanh đã đến với lớp học, bây giờ mời Nguyên Như thỉnh pháp sư nha. Rồi kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Kính lễ sư Pháp Thanh. Namo
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và dạ, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và dạ, con xin chào toàn thể đạo tràng. Con thấy pháp sư đã vào, nguyên như xin mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma chaloka thipati sahampati katan chali an thiwarang ayajatha santi thasantam parajang khajati ka đề sê tu thầm măng anu cam bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quy nhà dân cha ca dân sùa tan cha bần thăng a phi thầm ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đần đăng ba bố tha này dê pa ri sa ya man chê nắp mô bút tha giá nắp mô tham ma giá nắp mô sang kha giá và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thử âm thanh trước khi con đọc bài cho buổi tối hôm nay bạch sư, và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý phụ nữ và quý Phật tử. Và hôm nay tiếp tục trong cái phần Minh Linh Đá Vấn Đạo, ta sẽ học cái đoạn 21 cho đến 25. Mời cô Nguyên Như có thể đọc phần chánh văn, rồi sau đó thì sư sẽ giải thích và chia sẻ thêm. Nam mô Bụt Tha Giá, mời cô Nguyên Như. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, nguyên như con xin đọc bài Kinh Milanda từ đoạn 21 cho tới đoạn 25 ạ. Số 21. Khi ấy, mẹ cha của đứa bé nghĩ rằng, hãy để cho con trai của chúng ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi thì quay trở về. Và cho phép rằng, này con, hãy học đi. Sau đó, Đại Đức Rohana đã dẫn bé trai Nagesena đi đến trú xứ Vattaniya, rồi Quý Trầm Phá Quách Thú. Sau khi đi đến trú xứ Quý Trầm Quá Phách Thú, đã ngủ lại một đêm, rồi đi đến cao nguyên Rakhita. Sau khi đi đến, đã cho đứa bé trai Nagesena xuất gia giữa 100 cô ti vị A-la-hán. Và khi đã được xuất gia, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Rohana điều này. Bạch Ngài, hình tướng của Ngài con đã đạt được. Bây giờ, xin Ngài hãy ban chú thuật cho con. Khi ấy, Đại Đức Rohana đã suy nghĩ rằng, ta nên hướng dẫn Nagasena cái gì trước, kinh hay là vi diệu pháp? Rồi đã hướng dẫn vi diệu pháp trước, nghĩ rằng, Nagasena này quả là sáng trí, có thể học vi diệu pháp một cách thoải mái. Và Đại Đức Nagasena chỉ với một lần đọc đã rành rẽ tất
cả tạng vi diệu pháp ấy, tức là bộ Dhammasangani pháp tụ gồm có nhóm 3, nhóm 2 như là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Bộ Quý Phân Gá phân tích gồm có 18 chương, phân tích khởi đầu là chương phân tích về uẩn. Bộ Tha Tú Cát Tha chất ngữ được phân loại thành 14 phần, khởi đầu là phần yếu hiệp, bất yếu hiệp. Bộ Bút Cá Lá Tăng Nhất Tý nhân chế định được phân loại thành 6 phần, khởi đầu là phần uẩn chế định, xứ chế định. Bộ Cát Tha Quách Thú Ngữ Tông được phân loại sau khi đã tổng hợp 1.000 bài giảng, 500 bài giảng về học thuyết của phái mình, 500 bài giảng về học thuyết của phái khác. Bộ Giá Má Cá Sông Đối được phân loại thành 10 phần, khởi đầu là phần căn sông, quẩn sông. Bộ Bách Tha Ná Vị Trí được phân loại thành 24 phần, khởi đầu là phần nhân duyên, cảnh duyên. Đại Đức Nagasena đã nói rằng, bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa, con sẽ đọc chỉ với chừng này. Sau đó, Đại Đức Nagasena đã đi đến gặp 100 cô ti vị A-la-hán. Sau khi đi đến, đã nói với 100 cô ti vị A-la-hán điều này. Bạch các ngài, xếp vào trong ba câu này là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng vi diệu pháp. Nagasena, lành thai, con hãy giảng. Số 22. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã giảng chi tiết 7 bộ sách trong 7 tháng. Quả đất đã gầm lên, chư thiên đã ban lời tán thưởng. Lành thai, các phạm thiên đã vỗ tay, các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa mạng đà la của cõi trời đã đổ mưa. Sau đó, Đại Đức Nagasena được tròn đủ 20 tuổi. 100 cô tí vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakhita. Và khi đã được tu lên bậc trên, Đại Đức Nagasena vào cuối đêm ấy lúc rạng đông đã quấn y trùm y, rồi cầm bình bát và y, trong khi cùng với thầy tế độ đi vào làng để khất thực, đã sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vậy. Thầy tế độ của ta quả là rỗng không, thầy tế độ của ta quả là ngu dốt. Ông đã bỏ qua phần còn lại vì lời dạy của Đức Phật và đã hướng dẫn ta vi diệu pháp trước. Số 23. Khi ấy, Đại Đức Rohana đã, sau khi dùng tâm, biết được ý nghĩ suy tầm của Đại Đức Nagasena, đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, con đã suy tầm về ý nghĩ suy tầm không thích đáng. Này Nagasena, hơn nữa điều này quả là không thích đáng đối với con. Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã khởi ý điều này. Thật kỳ diệu, thật phi thường. Thầy tế độ của ta biết được ý nghĩ suy tầm bằng tâm. Thầy tế độ của ta quả là sáng trí. Hay là ta nên xin Ngài thứ lỗi? Khi ấy, Đại Đức Nagasena đã nói với Đại Đức Rohana điều này. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con sẽ không suy tầm như thế nữa. Khi ấy, Đại Đức Rohana đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Này Nagasena, chỉ với chừng ấy, thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là Sagala, tại nơi ấy có đức vua tên Milinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi theo học thuyết tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ kheo. Nếu con đi đến nơi đó, cải hóa và tạo niềm tin cho đức vua ấy, được vậy thì ta sẽ thứ lỗi cho con. Số 24. Đại Đức Nagasena đã nói rằng, bạch Ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch Ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Jambudipa đi đến để hỏi, còn câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con. Khi được trả lời, ta không thứ lỗi, thì đã nói rằng, bạch Ngài, như thế thì 3 tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nào? Này Nagasena, Đại Đức Asagutta, này cư ngụ tại trú xứ Vattaniya. Này Nagasena, con hãy đi đến gặp Đại Đức Asagutta. Sau khi đi đến,
Hãy đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đại Đức Asagutta với lời thăm hỏi của ta. Và con hãy nói với vị ấy như vậy: Bạch Ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh bàn chân của Ngài và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Thầy tế độ của con đã gửi con đến sống hầu cận Ngài trong 3 tháng. Số 25. Và khi được hỏi, thầy tế độ của con là vị nào, thì con nên đáp rằng, Bạch Ngài gọi là trưởng lão Rohana. Khi được hỏi, ta đây tên gì, thì con nên đáp rằng, Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Bạch Ngài xin vâng. Và Đại Đức Nagasena, sau khi đảnh lễ Đại Đức Rohana, đã hướng vai phải nhiễu quanh, rồi cầm lấy bình bát và y, trong khi tuần tự du hành, đã đi đến trú xứ Quách Tá Ní Giá, nơi Đại Đức Asagutta, sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Asagutta rồi đứng một bên. Sau khi đã đứng một bên, Đại Đức Nasagin, Nagasena đã nói với Đại Đức Asagutta điều này. Bạch Ngài, thầy tế độ của con, xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài, và người dặn dò như vậy. Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái của Ngài. Bạch Ngài, thầy tế độ của con đã gửi con đến sống hầu cận Ngài trong 3 tháng. Khi ấy, Đại Đức Asagutta đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Con tên gì? Bạch Ngài, con tên Nagasena. Thầy tế độ của con tên gì? Bạch Ngài, thầy tế độ của con gọi là trưởng lão Rohana. Ta đây tên gì? Bạch Ngài, thầy tế độ của con biết tên của Ngài. Này Nagasena, tốt lắm, hãy đem cất bình bát và y. Bạch Ngài, lành thay. Rồi đã đem cất bình bát và y, rồi vào ngày kế tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tăm xỉa răng. Vị trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ đi ấy rồi đem lại nước khác, và đã dời đi gỗ chà răng ấy, rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy 7 ngày, vào ngày thứ 7, Ngài đã hỏi lần nữa. Khi được Đại Đức Nagasena trả lời y như thế, Ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa. Dạ, Nguyên Như con đã đọc xong bài của ngày hôm nay, và con xin một lần nữa thỉnh Sư Pháp Thanh có thể giảng bài cho lớp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic lại cho Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Và cảm ơn cô Như rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh. Thì trong năm cái đoạn này đó, thì chúng ta thấy rằng cậu bé Nagasena đã xin với cha mẹ đi theo thầy để học mà các cái phần chú thuật. Nhưng mà ở đây là học Tam Tạng kinh điển á. Vợ chồng ông bà La Môn là cha mẹ của cậu bé Nagasena nghĩ rằng cho con mình nó đi học một thời gian, sau khi nó học xong thì nó sẽ trở về. Cho nên là đã bằng lòng cho cậu bé Nagasena đi theo nhà Rohana. Thì sau khi mà đi theo giới trưởng lão Rohana rồi đó, thì Ngài cho xuất gia Sa Di. Thì sau khi cho xuất gia rồi thì Ngài mới suy nghĩ coi nên dạy cho vị Sa Di Nagasena này cái bộ môn nào trước. Thì Ngài đã dạy Di Diệu Pháp. Với cái trí tuệ sẵn có, những cái phước báo, phước trí đã tạo từ trước. Cho nên là vị Sa Di Nagasena này học Di Diệu Pháp rất là nhanh. Chỉ qua một lần đã hiểu và có thể giảng giải. Cho nên khi mà cái người mà có nhiều trí tuệ đó,
thì dễ sanh cái tâm cống cao ngạo. Cho nên là khi mà mình đã học thuộc một cái môn học nào đó, bắt đầu nghĩ là mình là đã có kinh nghiệm, có kiến thức, đã giỏi, cho nên là nghĩ là ông thầy mình là dở hơn mình. Do đó mà ngày cô Hán Á ngày đã biết được cái tâm ngã mạn của Nagasena, cho nên ngày bắt phải sám hối. Nhưng mà đó, sám hối một cách bình thường thì ngài không chấp nhận. Rồi bây giờ đó, ngài sẽ gửi Nagasena đi đến một cái vị trưởng lão khác để mà học để mà học về cái tạng kinh và tạng luật. Sau khi mà xuất gia tỳ kheo thì vị tỳ kheo Nagasena này đó đã nương nhờ với cái vị trưởng lão Asayuta để mà học hai cái tạng kinh và tạng luật. Đó thì sau khi mà trong 3 tháng an cư mùa mưa đó thì Đại Đức Nagasena đã học xong cái tạng kinh và tạng luật để mà trở thành một vị thông thuộc tam tạng và có cái khả năng coi như là có cái gọi là tứ tuệ phân tích để đủ khả năng để mà luận đạo với vua Milanda. Cho nên do cái nhân duyên thì quý vị biết là do cái nhân duyên, cái lời nguyện từ quá khứ của hai người mà chỉ có cái vị mà Nagasena này đó đủ sức để biện luận và phân giải những cái câu hỏi của vua Milana mà thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tạo phước thì chúng ta có cái chí nguyện để dung bồi trí tuệ. Trí tuệ ở đây chúng ta thông thuộc hiểu biết về tam tạng kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà chúng ta hiểu biết để đưa đến cái trí tuệ, cái mục đích là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta có cái chí nguyện dung bồi trí tuệ, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái chí nguyện giải thoát thì chúng ta còn lung lưu trong cái dòng sanh tử luân hồi. Và khi mà chúng ta cũng cảnh giác với những cái phiền não, thí dụ có đôi khi chúng ta cái trí tuệ mình nó vượt trội, mình hiểu biết, xong bắt đầu chúng ta cái tâm cống cao ngã mạn, cái những cái phiền não ngủ ngầm nó sinh khởi lên, làm cho chúng ta phạm những cái tội lỗi qua thân khẩu ý, chúng ta phạm những cái lỗi lầm với các bậc trưởng lão thì nó hết sức là nguy hiểm. Cho nên là trong cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy, qua những cái trí tuệ mà mình đã học, mình có những cái kiến thức, những cái hiểu biết thì chúng ta không nên chấp thủ vào những cái tri kiến hiểu biết của mình để rồi những cái phiền não mà sanh khởi, xem thường những người khác. Thành ra là chúng ta trong cái phương hướng cái sự tu tập của mình, chúng ta cũng cần phải hết sức là cẩn trọng, xem xét phản tỉnh đối với những cái phiền não mà nó sanh khởi trong nội tâm chúng ta, và luôn luôn cái chí nguyện của mình là nỗ lực
học hỏi để đạt được những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác, hiểu biết được rõ cái định luật của vạn pháp để thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Chứ chúng ta không nên là có cái trí tuệ, có cái phước trí vượt trội hơn, rồi chúng ta sanh cái tâm cống cào ngã mạn, xem thường những cái vị trưởng lão, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Thì trong cái đoạn này thì cũng xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này cũng cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tôn thử cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangkha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con về từ đoạn 21 cho tới đoạn 25. Dạ bạch sư, trong khi thời gian chờ cả lớp có câu hỏi, Nguyên Như có thắc mắc một chỗ là khi mà mình vô mình học kinh thì mình học vi diệu pháp trước nó khác với nhau với mà mình học kinh trước chỗ nào vậy bạch sư? Ví dụ mà một cái người vào mới học đạo thì mình nên học cái gì mà lúc đó thì cái vị vị này lại dạy cho ngài Nagasena là vi diệu pháp. Dạ con thắc mắc chỗ đó bạch sư, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangkha Giá. Thì sự thật ra đó, học cái môn nào trước thì nó cũng cũng không có quan trọng, tùy theo vị thầy của mình. Ví dụ như mà cái duyên mình xuất gia với cái vị đó đó, cái vị này là chuyên chú về cái vi diệu pháp nhiều hơn, thì ông thầy cũng sẽ dạy cho mình cái vi diệu pháp trước. Còn nếu mà mình xuất gia với vị trưởng lão mà ngài chuyên chú về cái tạng kinh nhiều hơn, thì ngài sẽ giảng dạy cho mình cái tạng kinh. Rồi sau khi mà học hai tạng kinh vi diệu pháp rồi đó, mà nếu đến tuổi xuất gia tỳ khưu rồi đó, thì thường thường học cái tạng luật là sau cùng, thì chứ không có sự lựa chọn gì hết. Thì có những khi mà có dịp mà nói chuyện với các vị trưởng lão tam tạng ở bên Miến Điện á, thì sư cũng có hay hỏi các ngài, thì cũng có vị là học vi diệu pháp trước, nhưng mà cũng có vị là học tạng kinh trước. Tùy theo ví dụ như cái tạng kinh á, thì nó dài hơn, chi pháp rồi nó nhiều, còn cái vi diệu pháp á, thì mặc dù là chi pháp nó nhiều nhưng mà nó tóm gọn hơn, thì tùy theo cái duyên của mỗi vị mà thôi. Rồi có một lần mà sư đi qua bên cái chỗ mà chùa của tu nữ cũng vậy, thì có một cái chùa tu nữ ở cũng gần cái trường thiền Xuyên Minh á. Cái chùa này thì cái cô mà trụ trì đó, thì cô này cũng rất là giỏi. Cô này là cũng khoảng chừng khoảng 30, ngoài 30 chút gì đó, nhưng mà cổ có cái bằng thâm ở trên giá, tức là cái bằng pháp sư đó. Ở bển là để mà thi để mà lấy cái bằng mà thâm ma cha đi giá đó là cũng là vất vả lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi cô ta mới lập một cái
cái chùa tu nữ, mà đời sống nó rất là khó khăn. Đi qua đi, tại vì tình cờ mấy vị sư mà đi bác đi khất thực đó, thì đi ngang qua chỗ đó rồi cũng có thấy. Rồi hôm đó thì sư đi với mấy vị sư người Việt mà ở nước ngoài, rồi có một vị là sư người Miếng nữa mới đi qua đó. Thì qua đó thì thấy cái đời sống của tu nữ cũng rất là vất vả. Trời ơi, cái nhà thì nhà lá mà nó mục hết rồi, lá nó mục hết rồi, phải chèn mấy cái bìa cạc tông, rồi phải chèn bằng những cái túi xốp, rất là khó. Rồi ở chùa đó là có 7-8 cô, thì có khoảng 4 cô á, 4 cô là nhỏ xíu, cô mấy cô tu nữ mà này mới có 7-8 tuổi thôi. Mà cái quý vị biết rằng cái thời điểm đó là cái kinh tế của Miến Điện nó rất là khó khăn. Thì bây giờ hình như là cái tình thế nó cũng đang trở lại đó. Thì cái lúc mà năm 2002 sư đang ở bên đó đó, thì cũng biểu tình rồi cũng chống đối lung tung xà bàn hết. Cho nên là lúc đó là đời sống nó rất là khó khăn. Mà chư tăng á, cái hoàn cảnh đời sống chư tăng đã khó rồi mà tu nữ nó khó hơn nữa. Cho nên là mới về mới vận động trong mấy vị sư người Việt mình với mấy sư ở nước ngoài gom góp lại để ủng hộ, để giúp đỡ. Thấy hoàn cảnh mấy cô này cũng khó khăn nên là cũng đang học tam tạng. Học một cô thì học di diệu pháp, một cô thì học tạng kinh. Nhưng mà thấy cái nhiệt tâm của cái người Miến Điện, họ chuyên tâm học hành thì mình rất là quý. Cho nên là sư cũng có những dịp gần gũi các vị tam tạng pháp sư, hoặc là đi đến các cái ngôi chùa đó, thì mình cũng tìm hiểu về cái phương hướng, cái đường lối tu tập của chư tăng, của tu nữ ở bên đó, biết để mình thấy, để mình tìm hiểu. Và mình thấy là cái sự nỗ lực học hỏi, mặc dù cái đời sống nó rất là thiếu thốn khó khăn, nhưng mà cái sự mà tinh tấn nỗ lực học tập thì nó rất là mãnh liệt. Quý vị biết là người ta học đến có khi là 10 giờ 11 giờ đêm mới nghỉ. Nên từ đó mà dung bồi. Hiện nay thì quý vị thấy là ngoài cái xứ Miến Điện ra thì ở xứ khác thì cũng thỉnh thoảng mới có, nhưng mà hiện tại ở Miến Điện có khoảng gần 10 vị tam tạng pháp sư. Còn mà tu nữ đó mà thuộc một tạng hai tạng, và chư tăng mà thuộc một tạng hai tạng thì rất là nhiều, hàng ngàn người. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực học tập ở bên Miến Điện rất là đáng kính nể và quý trọng cái sự nỗ lực của chư tăng cũng như tu nữ ở xứ Quốc giáo. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của Như. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Nhà Nguyên Như con xin kính trinh tri ân lời dạy của sư. Nhà Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo có thể đặt câu hỏi, và nên trên màn ảnh để Nguyên Như có thể đọc cho sư, có thể chat lên hoặc là có thể giơ tay để hỏi trực tiếp thẳng với sư ạ. Nguyên Như xin mời toàn thể chư vị.
Hôm nay mic bị ế rồi bạch sư. À, nếu như vậy Nguyên Như con có một câu hỏi kế tiếp bạch ngài, là cái lúc mà ngài Nagasena nói là nếu mà muốn thì cái vị đó lời hỏi con thì con sẽ trả lời. Có nghĩa là sao bạch sư? Con không biết cái đó có ý nghĩa là nếu mà mình muốn học pháp á, thì mình phải lợi tới một vị thầy, chứ mà cái vị thầy đó không đi tới nhà vua bao giờ. Có phải ý nghĩa là như vậy không bạch sư? Tự vì pháp bảo rất là quý, thành ra mình không có đi tận nơi mà giải thích cho người ta. Dạ con không biết con hiểu như vậy có đúng không bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại con cho sư ạ. À. Nam mô thầy giá, nam mô thầm mà giá, nam mô sân thầy giá. Thì thông thường á, thông thường nếu mà cái người mà ta cần á, cái ta cần mà ta đạt được thì người ta mới quý. Nó còn mà cái gì á mà quý nhưng mà mình đem đến mình cho ra cái lúc mà người ta không cần á, người ta cũng xem thường. Mà pháp bảo là rất là cao quý. Thành ra đó, cái người học là phải tìm đến, phải tìm đến rồi bày tỏ cái ý định, cái mong muốn để mà học pháp. Nên là hoặc là người ta phải đến để người ta trình bày cái thắc mắc, cái mà cái tìm cái sự tìm hiểu tìm tòi của người ta, thì mình mới giải thích giải đáp, người ta mới có cái sự chú tâm để lắng nghe. Chứ còn nếu mà mình người ta không có sự chú tâm á, mà mình giảng á, thì cái đó là mình thiếu sự tôn kính pháp. Cho nên á, quý vị thấy rằng nha, pháp bảo thì nó rất cao quý, sẵn sàng cho không đến những người có cái lòng nhiệt thành tầm cầu tìm hiểu. Chứ còn bây giờ cái người mà họ không có ý thích muốn học á, bây giờ mướn giảng một giờ đó 1-2 triệu bạc chứ tăng cũng không ai nhận lời giảng đâu, thấy không? Không có phải mà giống như những cái môn học của ngoài ngoài đời hả. Còn mà với chừng 2-3 vị nhưng mà người ta tha thiết, người ta muốn tầm cầu tìm hiểu Phật pháp, muốn hiểu về cái pháp học pháp hành, thì dù cho nó là khó khăn cỡ nào á, mình cũng vẫn có thể giảng giải tường tận để cho những cái người đó người ta tìm hiểu, phải không? Đó, cho nên á là vua Mi Lân Đà đó mà muốn tìm hiểu là phải đến gặp chư tăng. Chứ chư tăng không có tìm đến để mà nói chuyện. Quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng vậy, những cái vị Bà La Môn đó muốn luận đạo với Đức Phật đó, là phải đi đến để mà luận đạo với Đức Phật, chứ Đức Thế Tôn không bao giờ đi đến để mà luận đạo với những cái vị đó. Nhưng mà trường hợp á, là những cái vị này á, có nhân duyên, tức là từ quá khứ đã tạo cái nhân duyên á, thì Đức Phật có thể đi đến tế độ cho cái người đó. Nhưng mà trường hợp mà mấy vị giáo chủ và mấy vị đại danh sư của Bà La Môn đó mà muốn luận đạo là phải đi đến gặp Đức Phật không. Thì cái trường hợp mà Sắc Gia Ca cũng vậy, hay là có nhiều vị Bà La Môn cũng vậy,
phải đi đến gặp rồi bắt đầu mới nói lên cái luận thuyết, cái quan điểm của mình. À đó, thì sau đó, sau khi mà cái người đó mà trình bày xong rồi đó, thì dựa trên cái quan điểm đó mà Đức Phật sẽ giải thích để cho cái người đó hiểu biết một cách sáng tỏ. Cho nên á, là phải nói là hồi đó Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài mới nói là Phật Pháp dành sẵn kẻ hữu duyên. Cái người mà họ hữu duyên rồi đó, họ mới tìm tòi, họ mới đi đến để họ hỏi, thì mình mới giải thích. Cái người mà muốn tìm hiểu, muốn học về cái pháp hành, thì phải đi đến những cái vị thiền sư, đi đến những cái trường thiền, không? Rồi bắt đầu mới hỏi, mới trình bày cái ý nguyện là muốn học. Muốn học về cái phần nào, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì đó, thì cái vị thiền sư sẽ hướng dẫn tùy theo cái pháp hành đó. Nhưng mà đó, cũng có những cái trường hợp, quý vị thấy rằng trong kinh đó, thường thường là có trường hợp ông Bà La Môn mà ông muốn học, ông này ông có cái tài, ông có cái tài đặc biệt là khi mà ông gõ vô cái sọ của người chết đó, tức là cái người chết là sau khi mà thiêu xong rồi đó, còn cái sọ ông lấy cái chiếc đũa của ông á, ông gõ vô cái sọ của người đó, thì ông biết là cái người đó tái sanh vào cái cảnh giới nào. Nhưng mà có một hôm đó, tại vì ông này ông có nhân duyên, ông có nhân duyên sẽ chứng đắc quả vị, cho nên là một hôm đó là ông mới gõ vô một cái sọ của một vị thánh A La Hán, nhưng mà ông ta không biết cái cảnh giới tái sanh của cái vị này ở đâu đó, cho nên ông thắc mắc, ông mới hỏi Đức Phật, ông hỏi Đức Phật có biết cái người này á tái sanh về đâu không? Thì Đức Phật nói là biết. Ông nói bây giờ dạy cho ông cái pháp môn đó đi. Đức Phật nói bây giờ muốn học cái pháp môn này thì phải xuất gia. Xuất gia rồi Đức Phật mới dạy. Đó. Thì ông ta vì ham thích, vì tham thích học cái môn pháp môn đó, cũng giống như trường hợp mà cái cậu bé mà Nagasena cũng vậy á. Học cái pháp môn của bên Bà La Môn á, thì thấy nó không có hứng thú mà nó không có cốt lõi, cho nên là muốn tìm hiểu, muốn học cái pháp giáo lý của Đức Phật, cho nên là các cái vị thầy tế độ thì phải xuất gia. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng hồi lúc sư bên Miến Điện thì sư cũng có qua bên trường thiền của thiền sư Khô Anh Ca. Thì ở trường thiền phái Khô Anh Ca đó, thì thiền sư Khô Anh Ca đó là có những cái vị là linh mục hay là cái gì mà cũng tinh lành rồi đó, mục sư của tinh lành của Thiên Chúa rồi đó, các vị này qua học ở bên đó. Tại sao? Tại vì ở bên thiền sư Gonka nói là bây giờ đó, họ muốn học thiền thì tôi dạy thiền cho họ, chứ không có, không như những trường thiền khác thì phải xuất gia. Nhưng mà vô trường thiền, mặc dù không có thọ trì tam quy, nhưng mà phải gìn giữ tám cái giới. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đó, tùy theo những chúng sanh, nếu mà bây giờ
tờ đó, những cái người này đó mà họ những cái vị mà linh mục hay là mục sư, có những cái người Hồi giáo nữa, có những người Hồi giáo họ qua họ học thiền. Nhưng mà nếu mà bây giờ họ chưa hiểu biết gì đó mà mình bắt họ quy y, tâm bảo hay là bắt họ xuất gia đó, thì họ không chấp nhận. Thấy không? Cho nên đó là bây giờ thiền sư Volka dẫn dạy cho họ hành thiền, họ học pháp, nhưng mà họ phải giữ tám giới. Mà khi mà những cái người này đó họ hành thiền, họ giữ tám giới, thì họ đã trong tâm họ tự nhiên họ đã quy ngưỡng với tam bảo rồi, phải không? Đó, thành ra đó nó có những cái pháp mà chúng ta phải uyển chuyển trong cái để mà truyền bá Phật pháp, chúng ta không nên cứng nhắc. Có một hồi lúc mà năm sư ở ngoài Đà Nẵng á, có một cái ông đó, ông đạo Thiên Chúa, nhưng mà Chủ Nhật á, ổng đi nhà thờ xong rồi là ổng lại chùa Tam Bảo. Ổng lại chùa Tam Bảo không biết ổng gặp mấy vị nào đó. Thì cái lần đó là ổng gặp sư. Ổng cho sư thấy ổng ra một cái gốc ở bên băng xá, ổng ngồi. Ổng ngồi xong rồi hỏi thì ổng mới nói là ổng muốn học thiền. Ổng muốn học thiền, nhưng mà cái vị sư á bắt ổng là bây giờ phải quy Tam Bảo. Quy y xong rồi á là mới dạy thiền cho ổng. Thì ổng chịu. Ổng chịu cái bắt buộc ổng phải bỏ đạo. Ổng chỉ muốn học thiền thôi. Thì bất giờ đầu sư mới nói à bị đó. Thì chú, nếu mà chú muốn học thiền thì sư dạy chú về cách phương pháp hành thiền. Vậy thôi. Đó, thì sau khi mà hướng dẫn chú để mà chú hành thiền rồi đó, thì chú cũng rất thích. Nhưng mà cái thời gian lúc đó thì sư có công việc đi ra chứ không có ở lâu, cho nên chỉ hướng dẫn cho chú đó được một hai tuần thôi. Đó, thành ra đó có những lúc thì người ta đến người ta muốn học, khi mình dạy những cái pháp cho người ta cần. Bây giờ người ta muốn hành thiền cứ dạy thiền thôi, đừng có bắt người ta phải thọ trì tam quy ngũ giới bát quan đại giới rồi người ta không chịu. Tại sao? Tại vì cái sự chấp thủ á, cái chữ chấp thủ của người ta nó còn nặng nề. Cho nên á là muốn truyền bá Phật pháp thì những bất cứ người nào họ có cái sự tầm cầu, cái tâm mà muốn học đạo, muốn tìm hiểu Phật pháp, họ đến họ hỏi thì mình sẽ hướng dẫn, chỉ dạy cho người ta. Chứ còn mà mình không nên mà mình đi đến mình kêu người ta lại đây sư dạy cho là không được. Thành ra quý vị thấy không? Giáo pháp là ai? Bởi vì cái giáo pháp nó có cái tính chất đó, đến để mà thấy. Ehipasiko là cái người nào mà muốn học Phật pháp á phải đến, phải gần gũi, phải thân cận với tăng. Đó, rồi học tìm hiểu, học hỏi. Chứ chư tăng á không có đi tìm để mà dạy. Không có quảng cáo, không có quảng cáo rồi này kia nọ, mở lớp này là mở lớp kia rồi kia nọ đó. Đó, thì thí dụ như là những cái chùa đó thì nếu mà đã có cái truyền thống rồi, sau thời gian nghỉ do sau mùa an cư 3 tháng mùa mưa là mùa lễ dân y, hay là hoặc là sau cái mùa Tết rồi kia nọ đó, thì có thể thông báo để học trở lại.
chứ mình không có kêu gọi người này người kia. Bây giờ mở lớp này là quý vị lại học nghe này kia nè, thí dụ như mình thân thiết, mình hiểu biết với nhau đó, thì mình rủ nhau thì được. Chứ còn mấy sư không có đi đến mà dạy cho kêu mấy người kia đó đến để mà học. Ta không muốn học làm sao? Đâu? Ta đâu có ý định tìm hiểu về Phật pháp, ta không có ý định học. Mà bây giờ mình kêu người ta mình giảng dạy Phật pháp, người ta nói mình chắc bị tâm thần nha. Cho nên là phải những người họ có ý muốn học, họ phải tìm đến, họ hỏi, rồi mình cũng tùy theo cái điều kiện khả năng để mà hướng dẫn cho họ. Không nên là quá rập khuôn cứng nhắc, mà cũng không nên là coi như là chia sẻ mà dễ dãi quá thì người ta xem thường. Cho nên là cũng tùy theo trường hợp để mà chúng ta hướng dẫn, giúp đỡ cho người khác để cùng tìm hiểu về Phật pháp. Nhưng mà phải có cái lòng tôn kính pháp bảo, tôn kính tam bảo là cái điều kiện tiên quyết. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ, Nguyên Như xin kính mời anh Mỹ, xin kính mời huynh Lý, xin kính mời huynh Thính Pháp, xin kính mời huynh Giang Nhật Hà. Dạ, sao bà con hôm nay im ru quá, nhập ngũ thiền hết rồi. Nguyên Như xin kính mời chư vị nghe, có một mình Nguyên Như thôi. Dạ, sa thú anh Thính Pháp, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sa Khai. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, chư Tôn Đức Tăng và bà cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, để tiết kiệm thời gian quý báu của bài học ngày hôm nay, thưa sư, ở trong cái đoạn cuối 25 tối hôm nay, con như đọc với sư nói là cái lúc mà ngài Nega Sinh hầu hạ và săn sóc cho ngài trưởng lão với tư cách là thị giả, thưa sư, tức là quét dọn phòng ốc rồi lấy nước tắm sửa răng đó. Nhưng mà ngài trưởng lão hoàn toàn không tiếp nhận những sự săn sóc hầu hạ của ngài Nega Sinh, tức là quét dọn lại rồi tràn lên nước, quét nước, đổ nước đi, rồi không có tiếp nhận cái tắm sửa răng đó. Thì không biết đây là cái ẩn ý bên trong, có phải là phá đi cái bản ngã, cái bản cái cống cao ngã mạng của ngài Nagasena, hay là có một ẩn ý gì khác? Sư có thể mà giảng thêm phần này được không? Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sang Giá. Thì có đôi lúc là các cái vị trưởng lão á, muốn thử thách những cái vị tân tỳ khưu, những vị tân sa di, là hoặc là thử thách những cái vị giới tử. Thì như cái trường hợp mà cố trưởng lão hòa thượng Pháp Lạc ngài kể lại đó, cũng biết nhân duyên trong quá khứ nó sao, mà khi mà ngài đến mà ngài gặp ngài hòa thượng ngài xin vô làm giới tử, ngài ở cái chùa đó ngài làm công quả một thời gian, nhưng mà khi mà ngài xin với ngài hòa thượng Giác Quan vô làm giới tử để bắt đầu thực tập tu tập ra, xin 7 lần mà ngài không cho. Rồi cuối cùng cái nhân duyên nó đến là bữa đó thì cái người em thứ ba của ngài đó đi lại chùa Giác Quan kiếm ngài thăm. Thì ngài Giác Quan mới hỏi chú ba, chú hai á, là chú có cái ý
xin tôi là vô làm giới tử để đi tu, mà chú có đi tu thiệt không? Thì cái sau này là cái chú đó cũng xuất gia theo ngài luôn, là kêu mình sư ba đó. Thì sư ba mới nói với ngài là trời ơi, anh hai tôi anh tu dữ lắm, anh tu nổi tiếng ở xứ Quảng Nam á. Thì ngài Giác Quang mới nói tội nghiệp, vậy mà tôi sợ. Tại vì á là sau này á thì mới biết rằng á là trước đó cũng có một cái người gốc miền Trung mà vô, nhưng mà cái người này không có thực tâm vô để tu, vô làm những cái điều nó không có hợp lẽ, rồi này kia nọ. Sau này á ngài Giác Quang ngài mới thấy mà người mà miền Trung ngài sợ, cho nên á là ngài Hòa Thượng Pháp Lạc là xin với ngài 7 lần mà ngài không dám cho. Thành ra đó, do cũng cái duyên nghiệp, rồi cũng có lúc những cái vị thầy tế độ đó cũng muốn thử thách, muốn tách cái sự kham nhẫn, cái sự tinh tấn, cái sự kiên trì của cái người giới tử, hoặc là sa di, hay là vị tân tỳ khưu. Cho nên á là khi mà sư cũng mới vừa xa sa di đó, thì cái bài học mà đầu tiên ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài giảng với sư đó, là cái hạnh kham nhẫn. Cái hạnh kham nhẫn, ngài nói là mình là người tu thì mình phải có cái sự kham nhẫn, mình có sự kham nhẫn thì mới tu tập được. Rồi không biết nhân duyên sao, rồi tới chừng mà sư đi qua Miến Điện, thì trong một cái bài pháp mà thường thường là cứ tới cái ngày mà cái ngày Bồ Tát á, ngày sám hối á, thì ngày Sư Minh ngày sẽ giảng pháp. Thì trong một cái lần đó ngày Sư Minh ngày giảng bài pháp mà về cái hạnh kham nhẫn của người tu cũng rất là hay. Thì ngài nói sao, cái người tu mình á là giống như là cái cục đất ở trong tay của cái người mà làm gốm, làm những cái món đồ như là chén, ô, dĩa rồi đó, đúng không? Quý vị thấy rằng cái cục đất á, người ta đem về là phơi khô, phơi cho nó thiệt khô, rồi ta giả cho nó thiệt nhuyễn, giả thiệt nhuyễn, ta rây bỏ hết những cái cát, cái sạn ở trong cái đất sét ra, ra xong bắt đầu cái người ta ấy nước vô mà ta nhồi rồi ta leo lên ta đạp, cho nó càng nhồi càng đạp vậy á, thì cái đất nó mới dẻo, mà khi mà cái đất nó dẻo rồi đó, người ta mới nặng ra là cái chén, cái tô, cái thao, cái chậu gì đó, nó mới được như ý, phải không? Ta nhào nó nặng lên rồi ta đem phơi khô, phơi cho nó thì khô xong rồi ta đưa vô lò ta đốt, ta nung cho nó tới độ phải cái 700 độ, cả ngàn độ đó, cho cái nước men nó phủ, nó chín hết, nó chín hết rồi đó, ta mới lấy ra, rồi ta thử, ta cầm lên, ta gõ tới gõ lui, cái nào mà nghe nó khần, nghe cái tiếng nó không có nó trong á, nó thì người ta bỏ ra, mấy cái đó nó bị lỗi rồi. Rồi sao? Người ta mới đưa ra cái cửa hàng, người ta chân lên, rồi cái người khách người ta lại người ta mua cũng vậy, ta đâu phải ta lợi ta thấy là ta mua liền đó, ta cầm lên, người ta gõ tới gõ lui rồi người ta bình thẩm, người ta khen, người ta chê cái chỗ này chỗ kia chỗ nọ, có nhiều khi người ta không hài lòng, người ta không thèm mua nữa, đó. Cho nên là trong cái đời sống ngày ngày giảng
cái về cái hạnh kham nhẫn của người tu, mình phải phải chịu đựng như vậy. À, người ta nhà người ta nặng rồi ta đốt, người ta gõ tới gõ lui, rồi ta chê người ta khen, à là cái quyền của ta. À, mình cái người tu thì mình phải có cái hạnh kham nhẫn, à, chịu đựng để mình mới mới sự tu tập của mình mới vượt qua được những cái phiền não, những cái chướng ngại, à những cái nghiệp chướng của quá khứ mà mình tạo đó, bây giờ mình phải kiên nhẫn mình mới mới vượt qua được. À thì vậy đó, trong cái cuộc đời tu đó, nhiều khi mà à, ông thầy ông thử thách mình, à, thử thách mình một lần, hai lần, ba lần, bốn lần mà mình chán nản, mình nói trời ơi gì đó mà ông thầy khó quá, à cái mình chán nản mình trở lui. À đó, thành ra mình phải phải ráng. À, cái cuộc đời mà tu sĩ cái trước nhất là phải cái hành tham nhẫn. À rồi gì, à ngài dạy, ngài hòa thượng ngài dạy có ba pháp, ha, là chân thật, rồi tham nhẫn và tinh tấn. À là cái người tu mình á, à, hạnh à, ba cái hạnh đó thôi. À, ngài nói á, ngài suốt cuộc đời ngài á, ngài chỉ thực hành ba cái hạnh đó, à, chân thật, à, tham nhẫn, tinh tấn. À, thành ra đó, à, cái bài học mà đầu tiên khi mà được xuất gia đó, à, rồi với cái lời dạy sự dẫn dắt hướng dẫn của ngài hòa thượng Pháp Lạc đó, thì à, sư cũng thực hành, à, để đem đến cái lợi ích trên cái bước đường tu tập. Và những cái lời dạy của ngài hòa thượng, à, Sư Minh, à, thì nó càng, à, giúp cho mình, à, hiểu biết và có cái sự kham nhẫn cho nó nhẫn nại nó nhiều hơn. À, thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của chú Thính Pháp. À, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú sư, con tri ân sư, lời dạy của sư rất là bạch lạc và chi tiết. Cảm ơn sư. Dạ, thưa sư, trong bài pháp này hôm nay sư có nói đến về cái mà tứ tề phân tích, thưa sư. Có phải là nó có đồng nghĩa với là tứ vô ngại dạy không, thưa sư? Nếu mà đúng như vậy thì sư có thể giảng cho tụi con hiểu về cái tứ tề phân tích và cũng như là tứ vô ngại dạy đó, để chúng con có thể hiểu, nắm bắt được một số cái vấn đề quan trọng mà tại sao một người tu mà có thể được những cái tề như thế này để giúp ích trên đường tu học giải thoát, thưa sư. Dạ, mô Phật và nhà sư giúp cho mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì cái nó còn có nhiều cái danh từ như là tứ vô ngại giải, hay là tuệ phân tích. À, ở trong kinh thì nó cũng có mấy cái từ nó lạ lạ mà nó đồng nghĩa vậy đó. Thì ở đây á, là cái gì mà có tuệ phân tích á, nó gồm có bốn, tức là từ, tức là cái gì này phải thông suốt về cái từ ngữ, cái từ ngữ, mà cái quan trọng là gì, mình nắm ngay cái ngữ căn, cái ngữ căn. Ví dụ như cái từ chữ, cái chữ mà chữ bút thô, à bút thô là cái vị Phật này nè, cái bút thô đó là cái đó là cái chỉ cho cái ngôi thứ hai. À mà cái từ, cái ngữ căn nó là bút, bút là cái sự giác ngộ. À thành ra mình khi mà mình học, mình nắm rõ về cái ngữ căn rồi đó, thì khi mình đọc á, mình sẽ biết à bút thô hay là biến thể của nó là bút đa, à bút thăng gì đó, à là mình biết
cái nó ở cái ngôi thứ mấy, ngữ cảnh của nó như thế nào thế nào đó. Thì muốn biết rõ ràng về cái từ ngữ, mình phải có cái dấu từ. À, thí dụ như bây giờ mình học một cái ngoại ngữ nào đi, mình phải có cái vốn từ, ít lắm là cũng phải từ dài 3.000 từ ha. Khi mình có cái vốn từ mà chừng khoảng 2-3.000 từ đó, thì lúc đó là mình mới đàm thoại được ha. Rồi mình nắm vững về cái từ ngữ rồi, bây giờ mình phải nắm vững về cái nghĩa. À, cái nghĩa của cái từ ngữ đó nữa. Ví dụ như cái trường hợp mà tiếng Hán hay là tiếng Việt mình có những cái nó đồng âm nhưng mà cái nghĩa nó là khác. À đó, thì mình phải hiểu cái này nữa. À rồi á, sau cái thứ ba đó là gọi là cái pháp vô ngại giải. À, thì mình phải nắm vững về cái pháp. À, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện gì đó. À thì mình phải nắm vững những cái này. Mà mình muốn đạt được những cái này đó là mình phải nỗ lực mình học. À, mình muốn có từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải thì sao? Mình phải ráng học về Pali. À, mình học về cái từ ngữ Pali nè. À, rồi à, về các cái cấu trúc, cái giáo phạm rồi đó. À, rồi mình phải tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái từ đó, hay là những cái ngữ căn đó. À, đó rồi. À, pháp mình muốn hiểu biết thì mình phải học gì pháp. À, để gì? Mình nắm vững là gì, tất cả là gì, là danh và sắc. À, thì sắc pháp nếu mà nói ít, à, ngắn gọn thì gì? Nó có tứ đại. À, hay là à, gọi là sắc bất ly. À, rồi nếu mà chia sẻ rộng ra thì gì? 28 sắc pháp. À, đó, mà nói về cái phần thô hay là về phần sắc. Còn nói gì mà danh, à, thì danh nó gồm có gì? À, tâm và sở hữu tâm. À, tâm vương hoặc tâm sở, tùy theo cái ý nghĩa của mỗi vị giảng sư người ta dùng ha. Nhưng mà tâm hay là tâm vương, à, là cái tâm mà chính. Còn cái sở hữu hay là sở hữu tâm là những cái tính chất nó hỗ trợ cho tâm, thì nó gồm có cái gì, là gọi là tâm. À, những cái tâm như là thiện, là bất thiện. À, rồi tâm nó vừa thiện mà vừa bất thiện. À, hoặc là những cái tâm mà biến mãn tất cả. À, tâm tự tha rồi đó. Đó, nó từng loại nó sắp xếp như thế nào. À, rồi mình hiểu biết cái tâm thì nó rất là nhiều, thấy không? À, trong đó là 121 tâm. À, rồi những cái lộ trình tâm của nó đó là như thế nào nữa, cái diễn tiến nó là sao. Lộ ngũ thì nó như thế nào, mà lộ ý thì nó là sao. À, mỗi cái nó diễn tiến như thế nào đó, để mình biết, để mình phân tích. À, rồi sao mình học hiểu rồi, mình muốn có cái kinh nghiệm á, thì phải trải qua cái hành. À, cái diệu pháp đó thì mình chỉ là mình học trên cái mặc dù nó là cái tính chất là chân đế. À, nhưng mà mình muốn có cái
hiểu biết phải trải qua cái pháp hành, à, cái pháp hành thực tế, cái kinh nghiệm chính ngay, cái kinh nghiệm trên trên pháp hành này nó mới cho mình à, những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm rất sâu sắc. Thế còn ví dụ như bây giờ mình chỉ hiểu à, danh sắc, à, à, danh sắc, à, cái sắc là cái phần thô, à, danh là cái sự hiểu biết, à, à, sắc là cái đối tượng, danh là cái tâm mà biết đối tượng đó. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà mình không có trải qua cái vấn đề mà cái kinh nghiệm mình đi vào pháp hành á, trên cái lý thuyết mình chỉ nói vậy thôi. Còn bây giờ á, mình lấy ngay cái hơi thở này để mình phân tích cho người ta hiểu về cái danh và sắc là gì. Trong cái hơi thở, à, cái luồng mà không khí chuyển động, à, cái luồng không khí chuyển động nó là sắc. Mà cái tâm á, theo dõi, ghi nhận, quan sát cái luồng hơi thở này á, là danh. À, đó. Đó. Mình thấy phải phân tích nó đi vào cái thực tế như vậy đó, thì người ta sẽ trên cái lý thuyết, cái học trong điển là một phần, nhưng mà đi vào cái thực tế nó là một phần nữa. Hoặc là trong một cái bước đi, à, khi mà mình bắt đầu nhấc cái chân lên, ha, à, là nó có xảy ra một cái chuyển động, à, chuyển động của bước chân là sao, à, dở, à, thì cái chuyển động này á, cái chuyển động của dở là gì, là của sắc. Nhưng biết, quan sát, ghi nhận cái chuyển động này nè là cái tâm, à, cái tâm nó quan sát, nó chú tâm, nó ghi nhận, nó thấy cái sự thay đổi, thì cái diễn trình của cái chuyển động nó là sắc pháp. Còn cái hiểu biết cái chuyển động nó đang diễn ra nó như thế nào, biết như thế đó là danh. Đó, thì khi mà mình hiểu biết về cái danh từ, rồi mình phân tích, à, trên cái tính chất chân đế như thế nào đó, rồi mình có cái kinh nghiệm trong cái phân tích đó, à, đầy đủ như vậy, à, thì là một cái quá trình mình phải tập, phải thực hành, phải học hỏi rất là nhiều. À, thành ra quý vị thấy đó, à, trong cái chư thánh tăng đó, thì rất là nhiều, nhưng mà đó đâu phải vị nào cũng có tứ tuệ phân tích. À, nói trường hợp là thuyết pháp thôi. À, chứ quý vị thấy rằng á, là mặc dù á, là chư tăng thì rất nhiều, nhưng mà những vị mà được Đức Phật khen ngợi là đệ nhất thì rất là ít. À, chỉ có ngài Xá Lợi Phất hay là ngài A Nan Đa là những cái vị mà Đức Phật gọi là khéo thuyết. Đó. Thì chừng bên chư tăng, chư tỳ khưu thì chỉ cũng có mấy vị thôi. Rồi bên tỳ kheo ni đó thì cũng có một hai vị thôi, như là tỳ kheo ni Khê Ma đó, sư không nhớ hết. Đó. Rồi ở bên cận sự nam đó, thì cũng vậy, cũng chỉ có một hai vị. À, bên cận sự cũng có một hai vị. Đó. Thành ra đó, cái này không phải tự nhiên mà có. À, mình phải nỗ lực, mình học, rồi mình tập tành trong cái kiếp hiện tại này, rồi trải qua nhiều kiếp như vậy đó, à, mình mới đạt được. À, đó, như cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, ngài phải trải qua một A Tăng Kỳ
100.000 đại kiếp để trao dồi các pháp độ, trao dồi trí tuệ, rồi phải trao dồi cái tứ tuệ phân tích hay là tứ vô ngại giải đó, thì ngay mới đạt được nó. Cho nên là cái gì cũng vậy có cái hoài bão rồi sao phải mình nỗ lực, mình học hỏi, mình thực hành, mình đào luyện, hoài bão rồi phải khổ luyện, nó mới đưa đến cái kết quả, cái thành quả. Xin giải đáp cái thắc mắc của chú Tịnh Tâm và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con tri ân sư rất nhiều. Thì con còn một câu hỏi nó hơi ngớ ngẩn thưa sư. Ở trong hàng thánh tăng thì có những vị mà đạt được cái tứ tệ phân tích, tức là tứ vô ngại giải sư. Như vậy các vị nào có thể chứng được là tam vô ngại giải, hay là nhị vô ngại giải, hay là nhất vô ngại giải không thưa sư? Hay là đi chung bốn thứ cùng một lúc thưa sư? Thì con cũng hỏi một câu nó hơi ngớ ngẩn đó. Nhưng mà sẵn dịp thì sư có thể giảng dùm cho, có thể khai mở chỗ này cho tụi con. Dạ, một phần dạ. Dạ, thường thường thì ở trong kinh đề cập đến cái chỉ những cái vị mà tứ vô ngại giải chứ còn nhất nhị tam thì không có. Thành ra cái đó thì chắc nó ở bên ngoài, chứ còn ở trong kinh thì không có đề cập đến cái vấn đề đó. Xin giải thích cái thắc mắc của chú Thính Pháp và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, đạo tràng có nghe thanh con không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Dạ, con không biết sao cái máy con này nó hơi trục trặc, con cứ phải chạy ra chạy vô ngoài. Dạ, thưa sư, con không biết trễ quá không, nhưng mà con cũng hỏi, tại vì hồi nãy con có nghe sư dạy là hạnh kham nhẫn, hạnh tinh tấn và hạnh chân thực, thì con thấy đó là một trong ba cái, đó là một trong 10 cái ba la mật mà một vị hành giả nào cũng cần phải thực hiện để nếu muốn mong cầu giải thoát. Thì con không hiểu là khi sư giảng về cái hạnh kham nhẫn đó, thì không biết là nó chỉ có áp dụng những lời mà sư dạy, thì nó không, con không hiểu là nó chỉ áp dụng cho vị tỳ kheo, tại vì sư có nói là lúc đó ngài sư cả dạy cho sư, thì con không biết là đối với cái hàng cư sĩ thì nó có sự khác biệt, và cái sự khác biệt đó nó có khác gì với khi mà mình hành ba la mật về kham nhẫn, hoặc là về tinh tấn, hoặc là về chân thật không thưa sư? Nếu như mà không có giờ thì con xin sư giải thích có thể vào dịp khác ạ.
Dạ con kính chuyên sư và con xin chào các bạn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Vậy thì tất cả những cái pháp độ đó không có phân biệt là cái vị xuất gia hay là hàng cư sĩ tại gia vậy, mà khi mà mình thực hành thì mình phải ráng nỗ lực. Nhưng mà mỗi một cái pháp độ đó thì nó chia ra làm bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Ví dụ như một cái hạnh mà kham nhẫn á, lúc đầu á là mình kham nhẫn trước các công việc, mình phải chịu khó thực hành cho tròn đủ các cái công việc của mình. Cái hạnh kham nhẫn nữa là trước những cái phiền não chướng ngại ở bên ngoài, những cái lời nói rồi gì, thí dụ như bệnh tật ốm đau rồi gì đó, mình cũng phải kham nhẫn mình vượt qua hết. Rồi cái cuối cùng là bậc thượng đó, là mình phải chịu đựng dù cho mất mạng, mất đi cái sinh mạng này đó, mình cũng không có từ bỏ cái pháp kham nhẫn. Rồi cái hạnh chân đặt thật cũng vậy á, mới đầu là mình chân thật đối với những cái công việc, những cái chuyện bình thường rồi á, dù cho mà bây giờ mình nói lên cái lời chân thật nó có thiệt hại về cái tài sản của mình, về sức khỏe hay về đảng của mình á, mình cũng vẫn nói lên cái lời chân thật. Rồi đến cuối cùng á, thấy không? Bây giờ họ bắt buộc mình phải nói vậy, nếu mà mình nói khác đi á là nó chém đầu. Mà bây giờ á mình cũng vẫn chấp nhận, bây giờ chết là chết, nhưng mà mình nói cái điều phi chân thì mình không nói được. Mình thà mình chấp nhận là mất mạng chứ mình không có để mất cái pháp của mình thực hành đó. Thì trải qua mà nếu mà có được cô Hà coi lại trong những cái chuyện tiền thân Đức Phật đó, những cái thời kỳ mà Bồ Tát thực hành đó, thì sẽ hiểu được, tức là mỗi pháp nó có ba bậc: bậc hạ, rồi bậc trung, bậc thượng, và từ bố thí trì giới gì cũng vậy á. Cái cao thượng là bây giờ mình gìn giữ cái pháp đó, mình giữ cái pháp đó dù cho mất mạng, mình cũng thà là mất mạng chứ mình không có để hư hoại cái pháp thực hành của mình. Thì thời gian cũng không còn nhiều, xin giải đáp ngắn gọn để cô Hà có sự hiểu biết về các cái thắc mắc của mình. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Và kính chúc đạo tràng sinh hoạt an vui, nhiều lời làm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Ga ạ. Con kính lời Phật bảo, con kính lời Pháp bảo, con kính lời Tăng bảo. Và thời gian cũng phải đã cô Nguyên Trang hôm nay bận, thành ra nhờ con đại diện đạo tràng để kính trang sư Pháp Thanh đã bỏ thời gian và nhẫn nại dạy dỗ chúng con. Kính thưa sư Thanh Tâm, sư Thanh Tâm có đó không cho con tín hiệu ạ? Kính mời sư Thanh Tâm chúc phúc cho chúng con sau khi sau lớp học ạ. Dạ chắc sư Thanh Tâm bận rồi. Dạ con kính xin thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, xin thay mặt chư tăng
phúc phúc nhấn đến đạo tràng. Tại giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể an an, kính chúc tất cả quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong cho chư thiên quan hỷ giới phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadasothi bhavantu te. Pawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadasothi bhavantu te. Pawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sadasothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa du sa du sa du. Dạ một lần nữa con kính đại con xin đại diện đạo tràng kính chư ân sư pháp thanh, dạ đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng quả phước báo này đến chư thiên và đến thân bằng quyến thuộc đã qua vạn. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mỗi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ khước điều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi, các Phật thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tay, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn chúng con đã tạo thành, do thân ngữ ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hướng an. Phước chúng con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rồi, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mang trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia điều đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đu. Dạ. Kính mời đạo tràng ngày mai đến với ngày mai cũng 9 giờ đến để nghe sư pháp thanh giảng pháp ngày hôm ngày mai. Dạ. Lúc 9 giờ. Dạ. Kính chúc đạo tràng một đêm an vui. Dạ. Căn tâm để an lạc.